Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ con xin chứng minh lễ sư Tinh Tuệ, kính chào đảnh lễ sư Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào các học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru tê ghi ri si ca ra ta tê chan ta lê thê vi ma nê đi về ra thế cha ga me ta ru an an ga ne ge ha wat thum hi chat te thum ma cha yam tu de wa cha la sa la hi sa me ya ta gan pa pa na ya si an ta san si ke yang hu hi wa wa cha nang. Hãy
Ayo Anjali Kani Yo Anuttarang Punyak Ketang Lokasa Sinatsi Me Saranang Anyang Sang Ho Me Saranang Warang Eitai Nasat Jawat Jaina Ho Tu Me Jaya Mangyalang Uttamang Jaina Wandai Hang Sang Sang Jadungi Pop Samang Tăng thế nhiều thân tăng 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 Akasatha cha phum mat tha de
Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang No Anumodantu Chirang Rakkantu Panino Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang No Anumodantu Chirang Rakkantu Kantu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang o tuana jate kale sa thu dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào lớp. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần tâm sắc giới, đó là phần tâm tố sắc giới. Giờ trước tiên thì chúng ta tập đọc phần bài học, rồi chúng ta sẽ nghe giảng sau. Giờ sẽ đọc trước, rồi mời lớp giơ tay lên để chúng ta tập đọc bài. Rupa vachara chitang, Rupa vachara kiriya chitang, Vitakka vichara peiti sukhe kakata sahitang patamachana kiriya chitang. Vichara paiti sukhe kakata sahitang mutiya chana kiriya chittang. Paiti sukhe kakata sahitang tatiya chana kiriya chittang. Sukhe kakata sahitang chatutha chana kiriya chittang. Upekha upekhe kakata sahitang panchama chana kiriya chittang cheti. Imani panjapi rupa vajra kiriya chitani nama. Rồi lần nữa. Rupa vajra chitang, Rupa vajra kiriya chitang, Vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang patamachana kiriya chitang, Vichara piti sukhe kakata sahitang utiya chana kiriya chitang. Piti sukhe kakata sahitang tatiya chana kiriya chitang. Sukhe kakata sahitang chatutha chana kiriya chitang. Upekhe kakata sahitang panchama chana kiriya chitang cheti. Imani panchapi rupa vachara kiriya chitani nama. Ở đây mình có rupa vachara chitang là tâm sắc giới. Rupa vachara kiriya chitang thì tâm tố sắc giới. Hôm trước mình học tâm thiện sắc giới thì rupa vachara kusala chitang. Tâm quả sắc giới thì rupa vachara vipaka chitang. Còn tâm tố thì rupa vachara kiriya chitang. Số một thứ nhất đó là vitakka vichara peiti sukhe kakata sahitang patamachana kiriya chitang, tức là tâm tố sơ thiền có tâm tứ hỷ lạc định. Thứ nhất vichara peiti sukhe kakata sahitang utiyachana kiriya chitang là tâm tố nhị thiền và tứ hỷ lạc định. Số ba đó là piti sukhe kakata sahitang tatiyachana kiriya chittang, tâm tố tâm thiền có hỷ lạc định. Số bốn là upekhe sukhe kakata sahitang chatutthachana kiriya chittang, tâm tố tứ thiền có lạc và định. Số năm là upekhe kakata sahitang panchamachana kiriya chittang cheti. Ở đây nó là chittang chát với lại tí, tức là tâm tố ngũ thiền
có xã và định. Rồi có câu imani panjapi rupa vachara kiriya citani nama, tức là năm tâm này gọi là tâm tố sắc giới. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài. Cô Phúc Kỳ Trung mời lớp đọc bài. Dạ. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con xin đọc bài. Rupa vachara cittang. Rupa vachara kiriya cittang. Quý tắc cá, quý trà rá, bì tí su khề cắt cá. Tà xá hít tăng, bách thá mách chá nà. Mách chá ná kiriya cittang. Quý trà rá bì tí su khề cắt cá. Tà xá hít tăng, rú tí yách chá ná. Kiriya cittang. Bị tí su khê cắt gá, ta sa hi tăng, ta tí yách chá ná kí rí gia chí tăng. Su khê cắt gá, ta sa hi tăng, chá tút thách chá ná kí rí gia chí tăng. U bách khê cắt gá, ta sa hi tăng, bành chá mách chá ná kí rí gia chí tăng. Chí tăng chê xí y mà ní, bành chá bí. Rupa vachara kiriya cittani nama. Dạ con xin đọc xong ạ. Dạ, kính mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Rupa vachara cittang. Rupa vachara kiriya cittang. Quý tắc cá, quý trà rá, bì tí, su khê, các gá ta, sa hi tăng, bá tha mách trà ná, kí ri gia, chí tăng. Quý trà rá, bì tí, su khê, các gá ta, sa hi tăng, đú tí, yách trà ná, kí ri gia, chí tăng. Bì tí, su khê, các gá ta, sa hi tăng, tá tí, yách trà ná, kí ri gia, chí tăng. Su khê, các gá ta, sa hi tăng. Cha tu thách cha ná ký ri gia chi tăng. U bê khê các gá ta sa hi tăng. Bành chá mách cha ná ký ri gia chi tăng. Chi tăng chê tí ý mà ní. Bành chá bí. Rù bà quá chá rá ký ri gia chi tăng ní nà má. Thư xương xin đọc xong. Dạ xin mời đạo hữu Kiên Mã. Dạ thư xương xin đọc bài. Rupa vachara cittang. Rupa vachara kiriya cittang. Quý tắc cá quý trà rá. Quý tí su khê cắt ghế. Ta sa hết. Sa hi tăng. Ta sa hi tăng. Bá tha mất trà ná kiriya cittang. Quý trà rá bì tí su khê cắt ghế. Các ghế ta xí ta xé phi tăng. Đu tí giác trè ná cứ đi về chích tăng. Bì tí xu khờ các ghế ta xé phi tăng. Ta tí giác trè ná cứ đi về chích tăng. Xu khờ các ghế ta xé phi tăng. Chắc tú thách trè ná cứ đi về chích tăng. U bích khờ các ghế ta xé phi tăng. Pancha mat chana kiriya chittan chati vimani pancha bi rupa vachara kiriya chittani nama. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ con kính thỉnh lễ sư. Dạ con xin đọc bài. Rupa vachara cittang. Rupa vachara kiriya cittang. Quý tắc cá quý trà rá. Bì tí su khê các gá ta sa hi tăng. Bát thá mách trà ná kiriya cittang. Quý trà rá. Bì tí su khê các gá ta sa hi tăng. Đú tí yách trà ná kiriya cittang. Bì tí su khê các gá ta sa hi tăng. Tá tí yách trà ná kiriya cittang. Su khê các gá ta sa hi tăng chát tú thách trà ná kí ri gia chít tăng. U bết khê các gá ta sa hi tăng bành chá mách trà ná kí ri gia chít tăng chê tí y mà ní bành chá bí rù bà quá chá rá kí ri gia chít tà ní nà má.
Dạ, thưa sư, con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Rupa vachara chitang, rupa vachara kiriji riza chitang, vittaka vichara piti sukhe kagata sachitang, patthamaccha nakiriza chitang, vichara piti sukhe kagata sahitang, ruttizaccha nakiriza chitang, piti sukhe kagata sahitang, tatizaccha nakiriza chitang, sukhe kagata sahitang, chatuthaccha nakiriza chitang, upekkhe kagata sahitang, panchamaccha nakiriza chitang, cheti chitam cheti imani panchapi rupa vachara kiriza chitang Chitani Nama. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Thưa sư, con xin đọc. Rupa Vachara Chittang, Rupa Vachara Kiriya Chittang, Vitakka Vichara Pi Tisukhe Kakata Sahitang, Patha Maccha Na Kiriya Chittang, Vichara Pi Tisukhe Kakata Sahitang, Utiyaccha Na Kiriya Chittang, vì tí xuất khề các gá tà sa hi tăng ta tí giác chà ná kí ri dạ chí tăng xuất khề các gá tà sa hi tăng ta tút sắp chà ná kí ri dạ chí tăng u bách khề các gá tà sa hi tăng tầm chá mắt chà ná kí ri dạ chí tăng chê tí y mà ní tầm chá tí rù bà quá chá ná kí ri dạ chí tà ní nà má. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Rupa vachara chittang, rupa vachara kiriya chittang, vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang, patthamaccha kiriya chittang, vichara piti sukhe kagata sahitang, tatiyaccha kiriya chittang, piti sukhe kagata sahitang, tatiyaccha kiriya chittang, sukhe kagata sahitang, chatuthaccha kiriya chittang, upekkhe kagata sahitang panchamacchana kiriya chittan cheti imani panchapi rupa vachara kiriya chittani nama. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời đạo hữu An ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư và con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài. Rupa vachara chittang, rupa vachara kiriya chittang, vitakka vichara piti sukhe gakata sahitang patthamaccana kiriya chittang vichara piti sukhe gakata sahitang yutiyacchana kiriya chittang piti sukhe gakata sahitang tatiyacchana chana kiriya chittang sukhe gakata sahitang chatuthaccana kiriya chittang. Dạ. Piti sukhe gakata sahitang tatiyacchana kiriya chittang khe gakata sahitang chatuthaccana kiriya chittang upekkhe gakata sahitang panchamacchana kiriya chittang cheti imani panchapi rupa vachara kiriya chittani nama. Dạ con kính cảm ơn tri ân sư. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ, em đọc rồi chị Nhung. Vậy thì bỏ tay xuống đi. Dạ, xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ.
Rupa vachara cittang, rupa vachara kiriya cittang. Vitakka vichara bitu sukhe kagata sa cittang. Pachama chana kiriya cittang. Vichara bitu sukhe kagata sa cittang. Dutiya chana kiriya cittang. Bị tí xuất khề các gá ta sá hí tăng. Ta tí già trà má kí rí già chích tăng. Xuất khề ca. Xuất khề các gá ta sá hí tăng. Chà tú thà. Chà tú thà chà mà nạ. Kí rí già chích tăng. Úc bách khề các gá ta sá hí tăng. Bàn chá mà chá ná. Kiriya chi tăng chê tí ý mà ní bàn chà bí rù bà quá chá rá kiriya chi tà ní nà má. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Rù bà quá chá rá chi tăng rù bà quá chá rá ký dí ra chích tăng ví tắc cá ví cha ra pi tí su khê các ta ta sa hi tăng ba tha nách cha ná ký dí ra chích tăng ví cha ra pi tí su khê các ta ta sa hi tăng đu ti tách cha ná ký dí ra chích tăng đi tí su khê các ta ta sa hi tăng ta ti tách cha ná Kirisa chích tăng, su khê các ta ta sa hi tăng, chà tu thách chà ná kirisa chích tăng, ubekhê các ta ta sa hi tăng, bằng chà nách chà ná kirisa chích tăng chê tứ inani, bằng chà bí, rupa vachara kirisa chích tà ní nà má. Và thưa sư, con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ, xin mời Phương Ti ạ. Dạ, xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, xin đọc ạ. Tại nãy quên mở mic. Xin lỗi. Rupa vachara cittang, rupa vachara kiriya cittang. Pataka vi cha rabbiti suke kajata sakitang Pathama tha nakti vi ya chitang Vi cha rabbiti suke kajata sakitang Duti yak tha nakti vi ya chitang Biti suke kajata sakitang Tati tha Tati yak tha nakti vi ya chitang Xuất khê khát gác ta khát sắc khí tăng chất tút hà thà nắp tí ri gia chít tăng Úc bế khê khát gác ta sắc khí tăng Bàn trà mắt thà nắp tí ri gia chít tăng xê tí Y bàn ní bàn trà tí rù bà chất ở rà tí ri gia chít tà ní nạ mắt. Dạ, xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Rupa vachara cittang, rupa vachara kiriya cittang, vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang, pathamacchana kiriya cittang, vichara piti sukhe kagata sahitang, dutiyacchana kiriya cittang, piti sukhe kagata sahitang, tatiyacchana kiriya cittang, sukhe kagata sahitang, chatuthaicchana kiriya cittang, Upekhes kagata sahitang pancha machana kriya chittang cheti imani pancha pi rupa vachara kriya chittani nama. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin còn đạo hữu nào giơ tay nữa không ạ? Kính mời quý vị ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. À, dạ kính mời chị Diệu Thiện ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính chào tất cả đạo tràng. À, con xin được đọc.
Rupa vacara cittang, rupa vacara kiriya cittang. Vitakka vichara piti sukhe, kakgata sahitang. Pathamecha na kiriya cittang. Vichara piti sukhe, kakgata sahitang. Dutiyecha na kiriya cittang. Bì tí su khề, các gia tà say tặng, ta tí dế chà ná kí ri dạ chích tặng. Su khề, các gia tà say tặng, chá tú thách chà ná kí ri dạ chích tặng. U bích khề, các gia tà say tặng, bệnh chá mết chà ná kí ri dạ chích tặng chề tí. Í mà ní bệnh chá bí rù bà vá chá ra kí ri dạ chích tặng ní. Nà má. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Nhung đã mời. Dạ, xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con xin phép được đọc. Rupa vacara cittang, rupa vacara kiriya cittang, vitakka vichara pitu sukhe kakkata sahitang, patthamaccha. Na kiriya chitang vikara pi ti sukhe kakkata sahitang dutiya cha na kiriya chitang pi ti sukhe kakkata sahitang tatiya cha na kiriya chitang sukhe kakkata sahitang chatutha cha na kiriya chitang upekhe kakkata sahitang pancha Machana kiriya chitan jeti imani pancha pirupa vachara kiriya chita ni na ma. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Rupa vachara chittang, rupa vachara kiriya chittang, vitakka vichara biti sukhe kak Gata sahi tang bathamaccha na kriya chittang vichara biti sukhe kak gata sahi tang dutiyaccha na kriya chittang biti sukhe kak gata sahi tang tatiyaccha na kriya chittang sukhe kak gata sahi tang chatuthaccha na kriya chittang Ubekhe kak gata sahi tang bành cha mạch cha nakriya chit tang chê ti imani bành cha bi ru ba wachara kriya chit ta ni na ma. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ con dâng mic lại cho sư, hết người muốn đọc rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta học bài ha. Đây là ba nhóm tâm hôm trước, tức là mình có tâm thiện, sắc giới, rupa vachara, kosala citta, tâm quả sắc giới, rupa vachara, vipaka citta, và tâm tố sắc giới đó là rupa vachara, kiriya citta. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học phần tâm tố sắc giới. Một đó là phần định nghĩa, hai là phần bài học, đó là năm tâm tố sắc giới. Thứ ba đó là cách tu tập thiền sắc giới của bậc thánh ha. Không biết nó đủ hay không.
Các tu tập thiền sắc giới của bậc thánh A-la-hán, sự chứng đắc thiền là sắc giới của bậc thánh A-la-hán. Thứ năm là tâm tố sắc giới phối hợp với tâm sở. Thứ sáu là phần sự của tâm tố sắc giới. Thứ bảy là tâm tố sắc giới nương môn. Thứ tám là tâm tố sắc giới nương vật. Thứ chín là tâm tố sắc giới biết cảnh. Thứ 10 là tâm tố sắc giới sinh ở hạng người. Thứ 11 là tâm tố sắc giới sinh ở các cõi. 12 là lợi ích của việc tu tập thiền sắc giới. Thì mình có 12 phần trong cái bài học này. Giờ phần 1 là phần định nghĩa. Gọi là tâm tố sắc giới ở trong trường hợp này đó là vì đây là các tâm thiền chính của bậc thánh A-la-hán, khác với người mà mình người phàm phu hoặc là các bậc thánh hữu hồng. Khi mình tu tập mình chứng đắc được thiền á thì người ta chỉ gọi là thiền thiện sắc giới, tức là tâm thiền thiện mà mình học hôm trước. Nhưng mà với bậc thánh A-la-hán á, khi mà tu tập chứng đắc được thiền sắc giới á, thì gọi là tâm tố sắc giới. Ở đây mình cũng phân biệt một tí, nói tu tập ở đây chúng ta đừng hiểu lầm. Tại thường mình cứ nghe là bậc thánh A-la-hán là tức là bậc vô học, tức là không có còn tu học gì nữa. Nhưng mà là ở trong trường hợp này thì lại có là bậc thánh A-la-hán tu tập thiền sắc giới. Thì ở đây nó tức là gọi là bậc vô học ở trong trường hợp này đó là tức là để tu tập mà để đoạn trừ được phiền não ở mức độ cao hơn nữa thì nó không có, tức là tự bắt đầu chứng được thánh quả A-la-hán thì coi như là các phiền não đã được đoạn trừ. Dạ, thì gọi là thánh vô học là ở trong trường hợp đó. Còn thí dụ như là có một số bậc thánh đó là dù là các ngài là bậc thánh A-la-hán nhưng mà chưa có chứng đắc được thiền định. Tức là thiền với đạo quả nó khác nhau chứ không phải giống nhau. Thì nếu mà các ngài muốn thì các ngài có thể tu tập thêm thiền định. Vẫn phải tập thêm cái đề mục thiền định. Dạ. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như là trong trường hợp của ngài Chắc Khu Pa Lát, khi mà ngài chứng đắc được thánh quả A-la-hán, lúc đó là ngài không có chứng đắc được thiền, không có chứng đắc được thiền, tức là chỉ đoạn trừ được thiền não thôi. Dạ. Còn một số vị thánh A-la-hán, ví dụ như là như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Anuruddha chẳng hạn, thì các vị đó vừa chứng đắc được bậc thánh A-la-hán mà vừa chứng đắc được thiền, và nhờ chứng đắc được thiền đó vị thánh A-la-hán có thể sử dụng thiền đó để thể hiện thần thông hoặc là để an trú, để ngăn cái khổ thọ khi mà nó sanh khởi, hoặc là một số trường hợp nếu mà thí dụ như là cần tế độ, thí dụ như là lúc mà Đức Phật ngài đi đến ngài tế độ ba anh em đạo sĩ Kassapa,
thì lúc đó nếu mà ngài không có thể hiện thành thông á, thì ngài rất khó có thể mà tế độ những người như vậy. Dạ. Thì ở trong những trường hợp đặc biệt như vậy thì các vị thánh có thể sử dụng thần thông để tế độ họ, rồi sau đó là trước tiên là để thuyết phục họ, rồi sau đó là phần thuyết pháp để cho họ hiểu. Chứ không phải là việc thể hiện thần thông là có thể giúp người đó chứng đắc được thánh quả gì, mà không có như vậy. Và muốn chứng đắc được thánh quả đó là phải nghe pháp và phải tu tập thì mới chứng đắc được thánh quả được. Thứ hai đó là gọi là tâm tố sắc giới. Đây đó là tâm động lực phi quả phi nhân. Hôm trước mình học tâm thiền sắc giới. Khi mà về tâm thiền sắc giới thì chúng ta thấy là người chứng đắc được thiền thiền sắc giới, nếu mà họ giữ được cái thiền chứng đó cho đến khi hết cái kiếp sống hiện tại, thì cái quả của tâm thiền đó sẽ đưa họ tái sanh ở các cõi thiền tương xứng. Thí dụ như là người chứng đắc được sơ thiền sẽ được sanh về cõi ba cõi sơ thiền, người chứng đắc được nhị thiền và tam thiền được sanh về ba cõi nhị thiền, người chứng đắc được tứ thiền thì được sanh về ba cõi tam thiền, người chứng đắc được ngũ thiền thì được sanh về bảy cõi tứ thiền, tức là các cõi thiền tương xứng. Trong đó có trường hợp như là bậc thánh thêm bậc thánh A-la-hán gì đó ở năm cõi tịnh cư. Mà nói chung là tức là cái tâm thiền thiện đó nó cho quả đưa đến sự tái sanh. Nhưng mà tâm tố ở trong trường hợp này vậy, thì không tạo ra quả để đưa đến tái sanh. Và bậc thánh A-la-hán mà tu tập thiền ở trong trường hợp này cũng không phải là để đoạn trừ phiền não, không phải giống như người phàm phu mình. Người phàm phu khi mình tu tập mình chứng đắc được thiền á, thì năm chi thiền đó nó đè nén được năm thiền cái. Nhưng mà ở bậc thánh A-la-hán á, vì các phiền não đó là đã được đoạn trừ tận gốc, cho nên việc tu tập thiền ở trong của các bậc thánh A-la-hán ở đây đó là làm cho cái tâm định nó có sức mạnh nhiều hơn. Tại thiền chỉ này đó là phát triển về sức mạnh của tâm định để có thể nhập thiền và hiện thông. Thì đó là nói về định nghĩa cái tâm tố sắc giới. Thứ hai đó là năm tâm tố sắc giới là phần bài học. Phần này là chúng ta cần phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng cả tiếng Việt lẫn tiếng Bali. Ví dụ ở đây mình có là năm tâm tố sắc giới, cái hàng thứ ba này thì mình có đó là vitakka vichara piti sukhe kakkata sahitang bhatthamacchana kiriya cittang. Thứ hai đó là vichara piti sukhe kakkata sahitang duttiyacchana kiriya cittang. Thứ ba đó là piti sukhe kakkata sahitang tatiyacchana kiriya cittang. Thứ tư đó là sukhe kakkata sahitang chatuthacchana kiriya cittang. Thứ năm đó là upekhe kakkata sahitang panchamacchana kiriya cittang. Phải học thuộc cả tiếng Việt lẫn tiếng Bali. Sơ thiền, tâm tố sơ thiền có tâm tứ hỷ lạc định, tâm tố nhị thiền có tứ hỷ lạc định, tâm tố tam thiền có hỷ lạc định, tâm tố tứ thiền có lạc và định, tâm tố ngũ thiền có xả và định. Học thuộc lòng nhường diễn giống như làm ăn chán. Thì đó là phần bài học. Chúng ta học thuộc lòng như vậy thì đến khi mình học nâng cao lên thì nó mới dễ. Thứ hai đó là cách thức tu tập thiền sắc giới. Dù vị đó là bậc thánh A-la-hán
Nhưng mà đến khi tu tập thiền sắc giới á, thì các vị vẫn phải tu theo các đề mục này. Chỉ có điều là các vị có được nhiều cái lợi thế hơn cái người phàm phu mình. Đó là người phàm phu mình á, vì mình còn bị thiền não nó chi phối, cho nên mình ngồi thì bị phóng dật nó chi phối nhiều. Nhưng với các bậc thánh A-la-hán thì nó không có như vậy. Hầu như là chỉ chọn một đề mục nào đó thích hợp với bản thân mình, rồi các ngày tu tập. Thí dụ như là có thể chọn một trong 10 đề mục hoàn tịnh, hoặc là một trong 10 đề mục bất mỹ chẳng hạn. Các đề mục nào đó có thể giúp các ngày tu tập mà chứng đắc được thiền định. Là cũng đề mục, nhưng mà ở đây thì phàm phu mình nữa, tức là người phàm phu pháp tăng để làm tăng trưởng niềm tin. Nhưng với các bậc thánh A La Hán thì niềm tin của ngài là bất động đối với tam bảo. Cho nên lúc bây giờ chọn một đề mục nào đó để tu tập và chứng đắc được thiền định thì đó là cái mục đích của các ngài. Thứ tư đó là lộ tâm chứng đắc. Sự chứng đắc thiền định của bậc thánh A-la-hán. Lộ chứng đắc thiền thì không có khác nhau. Hôm trước mình học cái lộ chứng đắc thiền của người phàm phu, hoặc là của các bậc thánh hữu học á, với bậc thánh A-la-hán thì nó giống nhau. Chỉ có điều là thí dụ như là giai đoạn tâm chuẩn bị cần hành thùng thứ chuyển tập á, hôm trước là các tâm này là tâm đại thiện, đó là của người phàm phu với bậc thánh hữu học. Nhưng mà với bậc thánh A-la-hán, khi mà các ngài tu tập thiền thì không phải tu bằng tâm đại thiện giống người phàm phu hoặc là bậc thánh hữu học, mà các ngài tu bằng tâm đại tố hoặc là tâm tố dục giới hữu nhân. Tâm tố dục giới hữu nhân. Cho nên đó là cái điểm khác nhau. Mặc dù mình thấy cái tên thì nó giống nhau, mình cũng thấy là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập, nhưng mà cái tâm thì nó khác nhau. Người phàm phu bậc thánh hữu học thì tâm đó là tâm đại thiện, nhưng mà đối với bậc thánh A-la-hán thì ở đây là tám tâm đại tổ, một trong tám tâm đại tổ. Rồi ở đây là tâm thiền. Tâm thiền này đó là tâm thiền tố sắc giới, tâm thiền tố sắc giới. Người trì căn và người lợi căn ở bậc thánh A-la-hán thì vẫn có như vậy. Tức là cũng có bậc thánh A-la-hán đó là, tức là do cái phước ba mà mỗi một vị đã tạo, cho nên cái trí tuệ nó cũng nhanh chậm khác nhau. Nhanh chậm khác nhau. Thí dụ như là chúng ta thấy là ở trong các bậc thánh A-la-hán, khi mà nói về bậc đệ nhất về mặt trí tuệ á, thì đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta. Nhưng mà nếu mà nói về đệ nhất về mặt thần thông á, thì đó là ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên á. Đệ nhất về mặt thiên nhãn á, thì đó là ngài Anuruddha. Đệ nhất về đa văn thì đó là ngài Ananda. Tức là dù các ngài là chứng bậc thánh A-la-hán về cái phiền não đoạn trừ giống nhau, nhưng mà do cái phước báo ba la mật, mỗi một vị tạo có một cái khuynh hướng khác nhau, cho nên đến khi mà chứng đắc được thiền định hay đạo, nó dẫn đến đó là có những cái phước nổi trội khác nhau. Ví dụ như là nói về cái phước lợi lộc thì người ta phải nói đến đó là ngày Sivali. Trong cái câu chuyện mà lúc mà Đức Phật với là Chư Tăng muốn đi đến thăm ngày Rewata, là em
của ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc bây giờ tôn giả Ananda mới trình với Đức Phật đó là ví dụ như là nếu mà đi đường tắt thì sẽ khoảng thì đoạn đường nó khoảng ví dụ như là 100 cây số, còn nếu đường vòng thì phải mất đến 150 cây số. Nhưng mà đi đường vòng thì có Phật tử họ cúng dường, đi đường tắt thì không có Phật tử họ ở, tức là không có nhà người dân họ ở, cho nên chư tăng không thể nào đi khất thực được. Thì Đức Phật ngài mới hỏi tôn giả Ananda đó là trong đoàn chư tăng đó là có ngài Sibali đi hay không. Thì tôn giả Ananda mới bạch đó là Đức Thế Tôn có. Thì Đức Phật ngài mới nói sao, nếu mà có tôn giả Sibali đi thì cứ đi đường tắt, vì Đức Phật ngài biết đó là do cái phước của ngài Sibali, khi mà đi như vậy thì chư thiên họ sẽ khiến người dân hoặc là họ sẽ hóa ra để cúng dường đến chư tăng. Thì đó là cái phước đặc biệt của mỗi một vị. Hoặc là ở trong bài kinh rừng sừng bò mà lúc mà ngài Xá Lợi Phất ngài đi đến cái khu rừng sừng bò đó thì tôn giả Ananda rủ ngài Maha Kassapa, ngài Anuruddha, ngài Mokkalana đi đến gặp ngài Sariputta để đàm luận Phật pháp. Thì khi mà đi đến thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới đặt ra cái câu hỏi đó là một vị tỳ kheo như thế nào có thể làm cho cái khu rừng này được sáng chói. Thì mặc dù các vị lúc đó là đều là bậc thánh A-la-hán, nhưng mà mỗi một người trả lời một câu khác nhau. Ví dụ như là ngài Kassapa, ngài Maha Kassapa thì ngài trả lời đó là một vị tỳ kheo mà thọ hành đầu đà với tam y bình bát, sống ở trong rừng. Một vị tỳ kheo như vậy thì có thể làm cho cái khu rừng này được sáng chói. Ngày Mục Kiền Liên thì ngài trả lời đó là một vị tỳ kheo mà thông suốt về A Tỳ Đàm, có thể hỏi nhau trao đổi một cách liên tục không bị gián đoạn, thì có thể làm cho cái khu rừng sừng bò này được sáng chói. Ngài Ananda thì ngài trả lời đó là ngài Ananda lúc đó thì vẫn bậc thánh Turawa ha, xin lỗi. Ngài Ananda thì ngài trả lời đó là một vị tỳ kheo đa văn thì có thể làm cho cái khu rừng sừng bò này được sáng chói. Ngài Anuruddha ngài trả lời đó là một vị tỳ kheo mà có thiên nhãn, có thể quan sát được cái thế gian này, một vị tỳ kheo như vậy thì có thể làm cho cái khu rừng sừng bò này được sáng chói. Rồi ngài Sariputta ngài cũng trả lời câu hỏi đó theo cách của ngài, đó là ngài nói là một vị tỳ kheo mà có trí tuệ, có thể nhập được thiền định theo ước muốn của mình, thì một vị như vậy thì sẽ làm cho khu rừng sừng bò được sáng chói. Chúng ta thấy là dù các ngài là đều là đệ tử của Đức Phật, là bậc thánh A-la-hán ngoài tôn giả Ananda trong lúc đó, nhưng mà mỗi một vị đó là đều trả lời một cái câu, cùng một câu hỏi nhưng trả lời khác nhau. Thì sau khi trả lời xong đó, các vị mới cùng nhau đi đến gặp Đức Phật, hỏi lại cái câu hỏi đó để xem với Đức Phật ngài trả lời như thế nào. Để hỏi coi Đức Phật ngài, hỏi xem với Đức Phật nói là câu trả lời nào lại câu trả lời đúng nhất. Thì đi đến Đức Phật ngài cũng nói đó là tất cả các câu trả lời là đều đúng theo cái khuynh hướng của mỗi một vị. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói đó là bây giờ hãy nghe cái câu trả lời của Như Lai. Đó là một vị tỳ kheo mà sau khi khất thực dùng buổi trưa xong, vào ở trong rừng, ngồi kiết già lưng thẳng, để ý đến hơi thở ra vào. Thì một vị như vậy, một vị tỳ kheo như vậy được xem là một vị tỳ kheo làm cho khu rừng được sáng chói. Thì đó là cái cách mà
trả lời cùng một vấn đề khác nhau nhưng mà do cái khuynh hướng khác nhau dẫn đến cái câu cái đáp án nó khác nhau. Thì cho nên ở trong lộ trình tâm mà chứng đắc được thiền định hoặc là đạo quả vẫn có trường hợp đó là người trì căn người lợi căn chỉ chậm với nhau một tí thôi. Chúng ta thấy ở đây thí dụ như là trường hợp người lợi căn thì nhanh hơn một sát na, chỉ có một sát na thôi. Thật ra một sát na thì nó chẳng có bao nhiêu cả, tại vì ở trong tương ưng bộ kinh đó là nói là chỉ một khẩy ngón tay như vậy thôi là nó đã triệu triệu sát na. Thì một sát na chúng ta thấy là nó cũng không có gì nhưng mà vì cái này là phân tích chi tiết thôi chứ thật ra là nó không đáng. Thì đó là nói về năm loại thiền chứng. Năm loại thiền chứng thì cũng vẫn là giống như là trong thiền thiện, tức là cũng sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc đình, nhị thiền là tứ hỷ lạc đình, tam thiền là hỷ lạc đình, tứ thiền là lạc đình, ngũ thiền là xả định. Nhưng mà nói giống như nói lúc nãy, cái chi thiền ở trong tâm thiện á, ở trong thiền thiện á, chi thiền đó là đè nén phiền não. Còn chi thiền mà ở trong tâm tố của bậc thánh A-la-hán đã chứng đắc được á, không phải là để đoạn trừ phiền não, vì các ngài là đã đoạn trừ tất cả các phiền não rồi. Mà các chi thiền này chỉ có cái công việc đó là làm cho tâm định, giúp củng cố cái tâm định càng ngày càng mạnh hơn, càng mạnh hơn. Và nhờ đó mà các ngài có thể nhập được thiền hiện thành thông theo cái ý của mình muốn. Rồi phần số 5 đó là tâm tố sắc giới phối hợp với tâm sở. Bây giờ thì tâm tố sắc giới thì nó cũng dạng tâm tình hảo. Thì khi mà nói đến tâm tình hảo thì chúng ta để ý đến hai nhóm tâm sở. Một là 13 tâm sở tự tha, hai đó là 25 tâm sở tình hảo. Trong 13 tâm sở tự tha, nếu mà trong trường hợp mà tâm tố mà nó thọ xả thì bỏ hỷ ra. Tương tự với các tâm mà nó không có tâm tứ hỷ lạc thì chúng ta bỏ các tâm sở, tâm tứ hỷ thì chúng ta bỏ các tâm sở đó ra. Thì mình sẽ tính được từng tâm. Đối với 25 tâm sở tình hảo, ở đây vì nó thuộc về tâm thiền. 19 tâm sở tình hảo thì mình không nói, nó chắc chắn là có rồi. Nó thuộc về tâm thiền cho nên lúc nào trí cũng phải có. Trí cũng phải có cho nên là 20 là chắc chắn. Giới phần á, vì ở đây là bậc thánh A-la-hán cho nên giới phần cũng không được áp dụng cho trường hợp này. Nên là giới phần thì bỏ hẳn. Bi và tùy hỷ á, thì nếu các ngài chọn đề mục tu tập. Bi và tùy hỷ. Thì nếu mà các ngài chọn đề mục, tại bi và tùy hỷ này cũng là đề mục tu tập có thể chứng đạt được thiền định từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Cho nên các ngài cũng có thể chọn cái đề mục này để tu tập. Thì nếu mà chọn đề mục này tu tập thì mình có thêm bi hoặc là tùy hỷ. Như vậy nếu là tổng quát á, thì chúng ta có 13 tự tha với lại 22 tâm sở tình hảo. Từ bài dưới phần. Rồi bây giờ mời lớp tính cái phần tâm sở này một tí rồi chúng ta học tiếp. Ai tính được chưa tay lên? Cô Phúc Kỳ Trung mời lớp. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Sư con xin tính tâm thứ nhất, tâm tố thứ nhất. Dạ, tâm tố thứ nhất thì còn phối hợp với 13 sở hữu tự tha và 19 sở hữu tịnh hảo, một sở hữu trí tuệ và một trong hai sở hữu tâm bi hoặc tùy hỷ. Vậy là nhất định có là 22 tâm
22 tâm chắc, 23 tâm chắc, 33 tâm chắc chắn và 34 tâm là không. Dạ, 33 tâm chắc chắn và 34 tâm tùy theo cái vị đó chọn tu đề mục là từ hoặc bi ạ. Dạ, con xin hết. Vì báo lần nào nói cũng lúng túng, nói không ở xuôi. Phải tập nghe người ta nói. Bây giờ mình chắc chắn ở đây là gì? Tâm thứ nhất là 13 tâm sở tợ tha là chắc dạ. chắn. 19 tâm sở tình hảo với tâm sở tài quyền, 20 này là chắc chắn. Bây giờ 20 với lại 13 kia nữa là mình có là 33. Nếu có tu tập thêm đề mục bi và tùy hỷ thì 34. Như vậy thì chắc chắn là 33 hoặc là 34. Để ý cái cách lập luận nó để mình nói cho đúng. Dạ, con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, kính mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin tính tâm thứ hai. Tâm tố, nhị thiền. Vì nhị thiền cho nên không có tầm, nó chỉ có tứ, hỷ, lạc, định. Cho nên trong 13 tâm tố thì bỏ ra một. 13 tâm sở tợ tha. Ủa, 13 tâm sở tợ tha thì bỏ ra một. Cộng thêm 19 tâm tịnh hảo thì lấy hết. Rồi cộng thêm một trí nữa. Như vậy thì chắc chắn nó là 12 tâm tố cộng 19 cộng 1 nữa là chắc chắn là có 32. Và nếu vị này có tu thêm hoặc bi hoặc từ hỷ nữa thì cộng thêm 1. Như vậy thì có thể là 33 thưa sư. Chắc chắn là 32 và có thể là 33. Con xin hết. Cho người tiếp theo. Dạ, xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, thưa sư, con tính tâm thứ ba, tâm tố tâm, tâm thiền sắc giới. Dạ, phối hợp 13 tâm sở tợ tha trừ đi tầm trừ tứ, còn 11 cộng 19 sở hữu tịnh hảo biến hành là 30. Cộng một sở hữu vậy là 31 và chắc là 31. Nếu có tu hiền thì một bi hoặc tùy hỷ 32 và chắc là 31 hoặc 32 và. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin tính tâm tố tứ thiền ạ. Thứ nhất là 13 tâm sở tợ 13 tâm sở tợ tha thì trong đó có lấy được là 10 tâm vì trong đó không có tầm tứ hỷ và chắc chắn đối với tâm sở tịnh hảo thì chắc chắn là có 14 tâm sở tịnh hảo biến hành và 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và một tâm sở tuệ quyền thì chỗ này là chắc chắn là 30 tâm. Còn vị nào tu tập thêm bi hoặc là hỷ thì thêm một tâm nữa là 31 thì chắc chắn là 30 và bất định là 31. Con xin hết ạ. Dạ, xin quý vị tiếp tục ạ. Dạ, thưa sư, con xin tính tâm thứ 5. Tâm tố ngũ thiền. Về tợ tha 13 thì trừ tầm tứ hỷ vì là ngũ thiền, còn 10. Về tâm sở tịnh hảo biến hành, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành cộng với trí tuệ là 20, 10 cộng 20 là 30, chắc chắn và chỉ có 30, không có bi về tùy hỷ, vì ngũ thiền thì không có đề mục chúng sanh, do đó không có bi và tùy hỷ, chỉ có 30. Rồi, rồi đó là phần tính tâm sở ha, ai chưa tính được về nhà tập tính. Phải tính cho được phần tâm sở này chúng ta mới dễ học. Rồi tiếp theo đó là phần phần sự. Phần sự thì mình có 14 sự.
đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộp kiếp, sự tử. Cái phần sự này á, nếu mà ai nãy mình để ý cái phần trong cái phần định nghĩa lúc nãy là mình đã biết sự của nó, tức là cái tâm tố sắc giới này nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là làm việc động lực, chỉ làm cái công việc đó thôi. Phần này thì sắp để cho đủ các mục, để cho các tưởng làm quen thôi, chứ phần này đơn giản. Thứ hai đó là phần môn. Môn thì có 6 môn, đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Cái tâm thiền á, tâm thiền á, nó chỉ sanh ở lộ ý môn, chỉ sanh ở lộ ý môn, chứ nó không sanh ở trong trường hợp khác. Cho nên các tâm thiền á, đều là sanh ở lộ ý môn và nhất định. Đó là chúng ta không cần để ý. Còn ở trong các tâm dục giới á, thì nó có thể sanh ở lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, ý môn. Nhưng mà với các tâm thiền thì nó chỉ sanh ở lộ ý môn. Chỉ sanh ở lộ ý môn. Tâm tố sắc giới. Tâm tố sắc giới nương Phật. Nương vật, vật thì có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì vì nó chỉ sanh ở lộ ý môn, nên là nó chắc chắn nó là nương ý vật nhất định. Số 9 đó là cảnh. Cảnh thì mình có 21 cảnh. Đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi năm cảnh này gom lại nó có một cái tên nữa, đó là cảnh ngũ. Dạ. Các cảnh này nếu mà nó không thuộc hiện tại, tức là nó, nếu mà nó không đang diễn ra, thì nó sẽ trở thành cảnh pháp. Ví dụ mình thấy thấy xong rồi thì nó trở thành cảnh pháp. Thấy rồi cái mình suy nghĩ, cái này đẹp, cái này xấu gì đó, thì lúc đó cái thấy đó nó trở thành một cảnh pháp. Rồi cảnh chơn đế, cảnh chế định, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoài thời, cảnh nội phân, cảnh ngoài phân, cảnh nội ngoài phân. Thì đó là 21 cảnh. Ở trong 15 tâm thiện sắc giới á, nó đều chỉ biết được 4 cảnh, đó là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoài thời và cảnh ngoài phần. Cảnh pháp thì giống như nói lúc nãy. Tức là thí dụ như là người tu đề một đất, rồi đến khi mà mình chứng được thiền, mình nhắm mắt lại thì cái đất đó nó vẫn hiện ra. Thì lúc giờ cái đất đó nó không phải là thông qua cái lộ nhãn môn nữa, mà lúc bây giờ đó là nó trở thành cảnh pháp, và nó cũng trở thành cái cảnh chế định. Trở thành cảnh chế định, và nó cũng trở thành ngoài thời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai gì, nó cũng là đất. Rồi cảnh ngoài phần, ngoài phần tức là nó thuộc về bên ngoài. Yeah. Thì đó là cái tâm thiền, tâm tố sắc giới, nó cũng biết được 4 cảnh như vậy. Rồi người. Người thì ở trong trường hợp này thì quá dễ rồi, phải không? Tức là tâm tố nó chỉ sanh ở cơ tánh của bậc thánh A-la-hán
mà A-la-hán tức quả. Cho nên ở đây thì tâm tố sắc giới sanh ở hàng người tứ quả. À, người tứ quả. Theo đó là cõi. Cõi thì chúng ta thấy là trước tiên là chúng ta xét bậc thánh A-la-hán thì có thể sanh ở cõi nào. À, cõi nào. Rồi các cõi đó có thể có thiền sắc giới xuất hiện được. Ở đây trước tiên là chúng ta thấy là bậc thánh A-la-hán có thể có mặt ở 5-7 cõi vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới có thể có mặt ở các cõi thiền, ba cõi thiền sắc giới, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền ngoài cõi quả. Xin lỗi, ngoài cõi vô tưởng. Vô tưởng thì không có bậc thánh A-la-hán ở đây, các cõi còn lại thì vẫn có thể có. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta bỏ ra cõi vô tưởng, bỏ bốn cõi khổ là năm cõi, bỏ bốn cõi vô sắc là chín cõi. Như vậy 31 mà mình bỏ là mình bỏ chín, 31 mình bỏ chín thì còn lại mấy? 31 mình bỏ 9 là còn 22. Thì 22 ở đây mình thấy là bỏ cõi khổ, cho nên ở đây là như vậy là 22 là cõi vui. Mà cõi vui ở đây đó là nó còn bỏ bốn cõi sắc giới nữa, thì chắc chắn là sao? Nếu mà bỏ bốn cõi sắc, xin lỗi, bỏ bốn cõi vô sắc giới thì ở đây nó là cõi vui mà ngủ quân. Đó là cách để mình biết là cõi vui mà cõi vui nào. Bây giờ nó có thể là cõi vui dục giới, cõi vui sắc giới. Thì ở đây đó là nó 22 cõi vui mà ngủ quân. Thì đó là liên quan đến cõi. Rồi lợi ích của việc tu tập thiền định. Thì ở đây người chứng đắc được thiền định giống như là bậc thánh A-la-hán hoặc là người phàm phu mình cũng có thể hiện tại là trú, tức là an trú ở trong thiền. Thứ hai đó là người có thiền á, là nếu mà họ tu tập, họ thuộc tập cái đề mục cho thuần thục á, là họ có thể có được các thắng trí, tức là các loại thần thông. Các loại thần thông. Rồi người chứng đắc được thiền á, nếu mà không phải là bậc thánh A-la-hán thì người chứng đắc được thiền sẽ được sanh về các cõi phạm thiên. Rồi thứ tư nữa đó là người chứng đắc được thiền á, nó cũng là nền tảng cái thiền định á, nó là cũng là nền tảng để tu tập thiền Vipassana, là thiền quán. Mình thường hay nói đó là hãy tu tập thiền thì tu tập thiền quán luôn, chứ thì tập thiền chỉ là không có đạt được sự giải thoát. Yeah. Đúng là thiền chỉ nó không có giúp mình đạt được sự giải thoát. Yeah. Nhưng mà chúng ta đọc lại ở trong chánh kinh, ở trong tạng kinh, chúng ta thấy là ít khi nào mà Đức Phật ngài đề cập thẳng vào ở trong cái cách mà tu tập thiền quán, mà thay vào đó đó là thường ngài sẽ trình bày cái việc tu tập đó là chứng đắc được thiền định, tức là chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó trở lại tu tập thiền quán và chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Những bài kinh nào trình bày chi tiết hơn thì còn thêm đó là bên cạnh chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc, ngũ thiền của sắc giới, cái đó là nói theo vi diệu pháp, còn trong bản kinh thì chỉ có tứ thiền thôi. Ngài trình bày theo ba loại thiền sắc giới nữa,
vô sắc nữa, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Bốn bậc thiền sắc giới vô sắc nữa, rồi phi tưởng, phi tưởng xứ. Sau đó vị đó trở lại tu tập thiền Vipassana và chứng đắc được thành quả. Dạ. Điển hình như là trong trung bộ kinh mà các tử mình đã từng học, chúng ta thấy ít khi nào mà Đức Phật ngài nói, ngài nói thẳng trong các tu tập thiền mà mình vào tu bằng Vipassana ngoài bài kinh tứ niệm xứ. Phần lớn đó là điều đề cập việc tu tập thiền chỉ trước, rồi sau đó đó là tu tập thiền quán. Là vì cái thiền chỉ đó sẽ giúp cho mình có được cái mức độ tâm định, và nhờ đó mà chúng ta dễ dàng quan sát được các đề mục của thiền quán. Dạ. Ví dụ như là nếu mình tập quán về thọ hoặc là quán về tâm mà cái tâm định mình không có, mình không thể quan sát được. Mình không quan sát được. Dạ. Cho nên nó dẫn đến là nhiều khi mình ngồi 30 phút hoặc là 45 phút mình ngồi xong là mình không thấy gì hết. Dạ, có thời gian hồi xưa mở cái lớp thiền tập ở tại chùa cho các tử mình tập mỗi tuần buổi, hai buổi gì đó. Dạ. Thì số Phật tử mình sau khi tập xong 45 phút vị sư hỏi lại, tức là không có thấy gì hết. Tức là cái tâm của mình nó không có làm việc gì hết trong suốt 30 phút hoặc là 45 phút đó. Điều đó cho mình thấy là sao? Tức là cái tâm mình nó quá phóng dật và mình không thể quan sát được cái gì. Cái tâm mình nó lúc nào nó cũng làm việc hết, ngoại từ lúc ngủ. Còn những trường hợp còn lại là nó đi làm việc, có thể là nghe, ngửi, thấy, nếm, đụng hoặc là cảnh pháp, lúc nào nó cũng làm việc, nó không có nghĩ. Nhưng mà vì mình không thấy được nó là vì mình không có cái lượng, số lượng tâm định đủ để mình có thể thấy được. Dạ. Và điều đó cũng đồng nghĩa với nếu mình có tu tập Vipassana thì cũng rất khó để có thể tiến bộ được. Thì đây nãy là nói về các loại thắng trí, tức là người mà tu tập thiền định, chứng đắc được thiền định xong á, họ có thể có được các loại thần thông này, các loại thắng trí này, tức là có thể có được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biến hóa thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Tức là họ có thể có được thiên nhãn nhìn thấy chúng sanh ở xa, hoặc là thiên nhĩ nghe được những âm thanh ở xa, hoặc là biến hóa không, có thể bay qua hư không, đi xuyên qua vách tường chẳng hạn. Rồi tha tâm không, đó là biết được tâm của người khác. Giống như những trường hợp mà chúng ta thấy là những người mà đi đến gặp Đức Phật, họ suy nghĩ, họ muốn hỏi Đức Phật cái gì, họ muốn làm gì, là Đức Phật đều biết hết. Đó là do mình có cái tha tâm thông này. Rồi túc mạng thông, đó là thấy được cái sự tái sanh của mình ở trước đây. Thì năm cái loại thần thông này á, người phàm phu hoặc là bậc thánh, người phàm phu á, họ tu tập chứng đắc được thiền định á, họ có thể có được, mặc dù nó không có đầy đủ, họ có thể có được thiên nhãn hoặc là thiên nhĩ hoặc là biến hóa hay là tha tâm thông. Tùy theo cái ba mặt, cái phước mà họ đã tạo. Mà với người phàm phu thì họ có thể có được các loại thần thông này. Giống như là chúng ta thấy là Đề Bà Đạt Đa. Dạ, Đề Bà Đạt Đa có được biến hóa không? Cho nên chúng ta thấy là lúc mà Đề Bà Đạt Đa muốn thuyết phục hoàng tử Ái Cha Tất Tú, lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng hóa thành con rắn, đeo ở trên cổ của hoàng tử, bỏ trên cổ của hoàng tử nhưng mà không có cắn. Dạ. Để trong trường hợp đó là Đề Bà Đạt Đa chứng được cái, có được cái biến hóa thông. Dạ. Thì đó là, và lúc đó thì Đề Bà Đạt Đa
vẫn là người phàm phu. Chỉ cần người phàm phu và là người tâm nhân có thể chứng đắc được thiền thì có thể có được các loại thần thông này. Mời phần này bỏ qua đi hết. Còn đối với các vị bậc thánh A-la-hán mà các ngài tu tập thiền định đó, thì với ba mục đích. Thứ nhất đó là để nhập định, thì giống như nói lúc nãy, cái nhập định ở đây đó là thay vì để tâm ví dụ trong lúc cái cơ thể bị đau nhức, bị chi phối bởi thọ khổ, nếu không muốn cơ thể bị chi phối bởi cái thọ khổ đó nữa thì các ngài có thể nhập định để ngăn nó. Hoặc là thay vì để tâm bận rộn với những cái công việc khác thì các ngài nhập định an trú, gọi là hiện tại lạc trú. Thứ hai đó là để hiện thông khi mà cần tế độ người nào đó bằng cách sử dụng hiện thông. Thứ ba đó là các ngài cũng làm gương cho những người mà những người phàm phu mình, mà mình tức là mình chưa có được cái thiền định hay là đạo quả nào đó, mà mình nhìn vào các ngài, ví dụ các ngài đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán rồi, đã đoạn trừ được các phiền não rồi, nhưng mà các ngài vẫn tu tập thiền. Dạ, thì đó là cái ba mục đích của bậc thánh A-la-hán. Còn cái công dụng này nãy có nói rồi, tức là thiền thiện sắc giới thì để chiến đố hoặc là đèn ai nén năm thiền cái. Còn trong thiền tố thì hỗ trợ cho cái tâm định, làm cho tâm mình có sức mạnh càng ngày càng mạnh lên, làm cho cái sức mạnh của tâm định của bậc thánh A-la-hán càng ngày càng mạnh lên. Thì đó là phần nội dung của bài học mình học ngày hôm nay. Bây giờ kết thúc ở đây, ở kỳ sau chúng ta học tiếp. Xin trả mic lại cho nó. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm tố sắc giới ngày hôm nay ạ. Kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh, hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Pha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ và cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu của học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phama tha deva nagamahitika quân nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu sa sa nàng a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ca ma hi thi ca quân nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu nô ga rô a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ca ma hi thi ca Cổn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ca ma hi thi ca. Cổn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ca ma hi thi ca. Quân nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa y đăng qua ta nô quân nhãn a sa wa kha ya wa hang ho tu anagate ka le sa thu. Dạ, học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng các đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Kính chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Rồi, xin mời lớp này.
Yeah, con chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon.